Đây là người yêu của con, ngày hôm nay con dắt về ra mắt mẹ nè. Đó, mẹ bớt tạo áp lực cho con nha. Cô ơi, con sửa xong rồi đó. Có gì cô thanh toán á, rồi ký tên và cái đơn hàng giùm con nha. À, rồi. Chút, tại sao có mặt ở đây? Em đừng có nói là em đang quen anh này nha. Tôi nghèo nè. Tôi nghèo, ba mẹ cô cấm cản không cho quen tôi. Cô quen nó đi, nó giàu hơn tôi đó. Từ đây trở về sau á, đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Cái anh này làm cái gì mà lâu dữ vậy trời? Bực mình ghê. Em đợi anh lâu không? Em cho anh xin lỗi nha. Tại bữa nay đơn hàng nhiều quá. Rồi hồi nãy giao chị khách kia á, bà bắt anh ở lại đứng kiểm hàng với bà nữa. Nên anh đến trễ. Đừng có buồn anh nha. Mệt quá à. Anh cứ lý do hoài à. Mà lần nào anh cũng tới trễ hết, bắt em đợi. Mà anh tới trễ thì thôi đi, rồi tự nhiên anh còn mặc nguyên bộ đồ này đi chơi với em nữa hả? Mà anh nhìn thấy đi, em trang điểm chỉnh chu, rồi ăn mặc đẹp như vậy, anh có tôn trọng em, có tôn trọng cuộc hẹn của em với anh không vậy? Anh đi trễ rồi á, mà anh sợ về nhà tắm rửa thay đồ á, rồi làm cho em phải đợi lâu nữa, tội nghiệp em. Nên anh tức tốc anh chạy qua luôn. Chứ anh biết là anh ăn mặc không có đẹp. Mà em, anh ráng đi làm kiếm tiền á, để dành để sau này anh cưới em. Anh muốn sau này có một khoản tiền nhiều nhiều á, dư giả, để cho hai đứa mình có cuộc sống tốt hơn. Nên em hiểu cho anh nha, đừng có buồn anh. Vậy thôi giờ lên xe đi, anh chở em đi ăn ha. Thì em hiểu cho anh mà. Anh biết đó, ba mẹ của em cũng chưa có biết cái gì về anh hết. Ba mẹ em nói là em phải tìm một người trưởng thành, thành đạt, có công việc ổn định rồi thì ba mẹ em mới cho quen. Nếu như mà anh thương em á thì anh phải ráng cố gắng nha. Chứ như vậy á, ba mẹ em không có cho hai tụi mình cưới nhau đâu. Anh biết rồi. Thật sự là anh đang cố gắng hàng ngày mà. Cảm ơn em đã tin tưởng anh nha. Thôi, vậy bây giờ á, anh đưa em về phòng của anh luôn đi. Em đợi anh tắm rửa thay đồ rồi hai tụi mình đi ăn nha. Lúc nào á, em cũng nghĩ cho anh hết á. Vậy thôi mình đi ha. Dạ. Nè, tôi không có nhận đâu. Cái gì mà hộp móp méo quá vậy hả? Cô ơi, cô thông cảm giúp con nha. Nhìn vậy thôi chứ bên ngoài nó móp méo, chứ bên trong nó không có sao đâu cô. Không sao là không sao hả? Nè, lúc gửi hàng đi á thì thẳng thớm đẹp đẽ lắm. Cậu coi đi, nó móp như vậy ai mà nhận được. Với lại á, vận chuyển hàng á là mất tiền chứ không phải miễn phí đâu. Nên mấy cậu làm ăn cho có tâm một chút xíu đi. Trời đất ơi, cái gì mà thông cảm. Sao mấy cậu khôn quá vậy hả? Cô ơi, tại vì con chở hàng nhiều quá, nhiều khi nó va chạm nó đè lên nhau vậy thôi. Còn không mấy bây giờ á, con với cô khui cái hàng ra kiểm tra đi. Nếu mà bị vấn đề bên trong á, con đền bù cho cô liền. Còn mà nếu không bị gì á, thì cô làm ơn cô nhận giùm con nha. Ái chà, bây giờ còn muốn ra điều kiện với tôi nữa hả? Ai biết được mấy người. Mấy người moi ra coi là cái gì, xong rồi cháo là nào hàng giả, hàng kém chất lượng cho tôi. Cái vụ này á, tôi không bỏ qua đâu cho nha. Tôi sẽ điện thoại lên công ty và đánh giá cho cậu một sao về thái độ đó. Cô, cô đừng có vô lý như vậy nha. Bể ống nước này bà ơi. Trời đất ơi, cái ngày gì mà đủ thứ chuyện hết vậy nè. Nè cậu cậu, cậu biết sửa ống nước không? Dạ biết. Vậy thì cậu vào sửa ống nước cho tôi đi. Thì tôi sẽ nhận hàng bình thường, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Cô hứa cô giữ lời nha. Rồi rồi, đưa cho tôi đi, rồi vô sửa lẹ đi. Nhanh lên. Mẹ ơi, mẹ ra coi con dắt ai về nhà nè. Rồi rồi rồi, mẹ ra liền. Đó. Dạ. Đây là người yêu của con, ngày hôm nay con dắt về ra mắt mẹ nè. Đó, mẹ bớt tạo áp lực cho con nha. Dạ, con chào bác, con mới tới. Bác ơi, hôm nay á, con có mang ít quà tới biếu bác ăn lấy thảo. Trời đất ơi, con dâu tương lai của mẹ xinh táo để luôn nè. Ngồi, ngồi ngồi xuống đi con. Dạ. Vậy là mẹ sắp có cháu để bồng rồi đúng không? Chưa, chưa vậy chứ, làm ta sợ bây giờ. Cô ơi, con sửa xong rồi đó. Có gì cô thanh toán á, rồi ký tên và cái đơn hàng giùm con nha. À, rồi. Chúc. Tại sao có mặt ở đây? Em đừng có nói là em đang quen anh này nha.
Vậy là nào giờ em phản bội hả Trúc? Em giả bộ qua lại với anh thôi đúng không? Còn sau lưng anh á, âm thầm đi cua chai vào, phải không? Em nói rõ coi. Anh Hải, anh bình tĩnh, anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu nha. Chuyện này là sao hả Thái? Dạ, cái chuyện này nó vậy nè. Thật ra là chắc là hai người này là bạn bè chơi với nhau, cái chọc giỡn nhau thôi, không có gì đâu mẹ. Bình tĩnh nha. Dạ bác ơi, bác bình tĩnh nha. Để con giải quyết với bạn con. Mọi chuyện nó không có phải như bác nghĩ đâu. Hải. Hải đi đâu hả? Bác, dạ con xin phép con về trước. Mai mốt con có dịp á, con ghé thăm bác sau nha bác. Quà nè mẹ. Quà bạn gái con đem qua cho mẹ đó. Anh Hải, anh nghe em giải thích đi. Mọi chuyện á không có phải như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích đi mà. Không có cần giải thích gì nữa hết á. Mọi chuyện sao mới đúng tôi nghĩ. Tôi thấy rành rành trước mắt rồi. Cô còn nói gì nữa. Tôi nói thiệt nha, cô là cái thứ tham phú phụ bần. Đúng, tôi nghèo nè. Tôi nghèo, ba mẹ cô cấm cản không cho quen tôi. Cô quen nó đi, nó giàu hơn tôi đó. Từ đây trở về sau á, đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Anh, không phải vậy đâu mà. Anh đúng ra. Anh Hải. Trúc anh dẫn em đi, em muốn đi đâu anh cũng dẫn em đi đó. Ủa nó đang quen Trúc mà. Giờ cặp kè với ai đi? Mất dạy. Dạy. Ê, ơi, dạ? Ê, ê. Tại sao mày phản bội Trúc? Có sao không? Anh bị gì vậy? Tự nhiên anh đánh người yêu tôi. Mày quen Trúc rồi, bây giờ mày ra đây mày cặp kè với con nhỏ khác là sao? Gì? Em bình tĩnh để anh giải quyết cho. Trời ơi, hiểu lầm rồi. Thật sự là ngày hôm đó là tôi chưa muốn có người yêu, anh hiểu không? Rồi cái mẹ tôi ép tôi dắt người yêu về ra mắt mẹ tôi hoài à. Tôi bí quá à. Tôi không biết nhờ ai. Tôi nhờ Đại Trúc là giả làm người yêu của tôi cho mẹ tôi yên tâm. Chứ đây là Trâm, người yêu của tôi. Còn Trúc á, Trúc nói là Trúc yêu chứ mình anh à. Thôi tưởng lại đánh ta. Chết thiệt. Khùng thì chứ có sao không anh? Xin lỗi nha. Xin lỗi là xong hả? Anh còn tới đây làm gì nữa? Cho anh xin lỗi nha. Hồi sáng này á, anh có gặp anh Thái. Anh nói cho anh nghe hết rõ mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi đã hiểu lầm em. Mà sao em không nói trước cho anh biết vậy Trúc? Nói trước hả? Không lẽ là bây giờ em nói với anh là: anh ơi, anh cho em đóng giả là bạn gái của người khác nha. Rồi anh có đồng ý không? Hả? Em biết là anh ghen, là anh thương em. Nhưng mà em thấy là anh vô lý lắm. Anh đâu có chịu nghe em giải thích đâu. Cho anh xin lỗi đi. Anh biết anh hiểu lầm em vì là anh bậy. Nhưng mà thật sự tại vì trong cái hoàn cảnh đó khó mà không hiểu lầm được. Anh thấy anh Thái anh giàu, anh có điều kiện lo cho em đầy đủ hơn anh. Cộng với việc mẹ của anh á nhìn cũng mến em nữa, nên anh cứ tưởng là... Anh tưởng cái gì? Người ta giàu á, xong rồi anh nhường em cho người ta luôn hay sao? Vậy thì anh coi tình cảm của em đối với anh là cái gì hả? Anh nghĩ em là một người ham vật chất tới như vậy đúng không? Anh không có ý đó. Anh hứa với em từ đây trở về sau á, anh sẽ tin tưởng em nhiều hơn, không có ghen tuông bậy bạ đâu. Em bỏ qua cho anh lần này nha Trúc. Anh thương em lắm, đừng có giận anh nữa nha. Em chỉ bỏ qua cho anh lần này thôi đó nha. Em cảm ơn em. So far away, show us where we are. It really makes me wonder.